Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu một số dòng xe của Honda, đủ tất cả các dòng ha. Thì anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip ha. Thì sắp kỳ lương rồi thì mọi người chịu khó mình xem kỹ, mình update lại giá gần Tết nữa ha. Thì mình sợ tháng sau giá nó sẽ tăng á, thì anh em nào mua tranh thủ thời gian á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu, mời Luyến ạ. Hello cả nhà ha. Thì hôm nay Luyến sẽ review cho cả nhà về giá xe mới nhất của tổng hợp về dòng xe tay ga bao gồm là Honda Lee này, Vario 60 Vision và dòng xe AB 125 phân khối S-Max ha. Thì cả nhà đang phân vân nên mua dòng xe nào thì xem hết video của clip của Luyến ha. Và ngoài ra khi mua xe có liên hệ trước qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Luyến là 0905299064 thì được hỗ trợ ngay là 2 triệu đồng xe đi lại, kèm thêm là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Số điện thoại và Zalo Luyến có ghi màn hình cho cả nhà. Thì đi vào báo giá xe cho mọi người luôn nha. Đầu tiên là về dòng Honda Lee trước đây ha, thì Lee thì nó có bốn màu này cả nhà. Có màu đen nhám và màu bạc là phiên bản đặc biệt này, và phiên bản màu đỏ bóng, màu trắng và màu xanh nhớt á là phiên bản tiêu chuẩn ha, hay còn gọi là cao cấp ha. Mức giá hiện tại thì đối với phiên bản cao cấp hay tiêu chuẩn thì có một mức giá hỗ trợ cho mọi người là 39.900, còn với mức giá của phiên bản đặc biệt thì có mức giá là 43.900. Chạy trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 4 triệu đến 5 triệu là có thể sở hữu ngay xe rồi ha. Tiếp tới là về dòng xe Vario 160 thì ngoài màu xanh nhớt này ra thì nó có thêm cả màu đỏ này, màu đen cho anh em ha. Anh chị em thích màu nào thì cứ nhắn tin qua Zalo, màu xám xi măng đủ màu luôn. Anh chị em mà phân vân về em xe màu nào, phiên bản nào thì có thể nhắn tin qua Zalo. Bên Luyến thì hôm nay quay về màu zin cho cả nhà, còn anh chị em thích màu sơn như thế nào thì có thể alo qua hotline Luyến hỗ trợ sơn xe lên, ngoài ra còn được đặt lịch trước giảm giá hai xăng xe lại cho cả nhà ha. Mức giá Vario 60 thì hiện tại đang có hỗ trợ cho mọi người là từ 39.900 đối bản CBS và 44.900 đối bản ABS nha. Chạy trước 4 triệu thôi là sở hữu xe rồi, liên hệ trước còn được giảm thêm 2 triệu nữa nha. Tức là về dòng xe Vision thì màu bữa giờ là quay về màu sơn rất là nhiều rồi. Thì về màu zin thì cũng như anh chị em đang thắc mắc là cửa hàng không biết là có sẵn những màu nào đúng không? Mình hiện tại có màu đỏ này, màu trắng này, màu đen ở bên kia có, màu đen bóng này, rồi có màu xanh xanh phiên bản đặc biệt này. Đó, cũng về được một vài em xe nữa. Hiện tại đây là một kho nhỏ thôi, bên Luyến vẫn còn rất là nhiều xe luôn cả nhà. Rồi màu xanh xám xi măng này, màu đen nhám, đó là những phiên bản zin của dòng xe Vision nha. Mức giá hiện tại đối với bản tiêu chuẩn thì 31.900, phiên bản cao cấp thì là 33.900, thể thao là 37.900 và đặc biệt là 34.900 nha. Chạy trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu là sở hữu ngay xe rồi nha. Tiếp tới là về phiên bản của dòng xe AB 125. Đối với những màu zin thì nó có các phiên bản và cũng như là màu sắc như là màu xanh bóng này, màu đỏ bóng và màu đen nhám là ba màu zin nha. Sơn thì bên Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng luôn. Anh chị em mà muốn sơn màu gì này, trắng, cam, xanh xi măng, màu vàng, màu đen, bất cứ màu gì luôn thì cứ alo qua Zalo để Luyến báo giá cho cả nhà nha. Mức giá hiện tại thì đối với mẹ màu zin thì dao động từ 40.900, liên hệ trước giảm ngay 2 triệu, còn 38.900 nha. Áp dụng giá ưu đãi khi có liên hệ trước cho Luyến thôi nha. Đó, rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, màu đen này, màu xanh này. Bên này có Vision phiên bản thể thao này. Bản này thì Luyến thấy những anh nam mà thích Vision thì nên lựa chọn màu này nha, rất là đẹp luôn. Nhìn nó okay. Rất là ngầu luôn. AB 160 nha. Còn duy nhất là một anh chị khách nào nhanh tay liên hệ qua cho Luyến nha. Mức giá của em này thì đang có hỗ trợ cho cả nhà là 54.900, trả trước chỉ cần duy nhất là 8 triệu đến 10 triệu là có thể sở hữu ngay em xe này okay. Rồi nha. Siêu phẩm rất là cá tính luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Hoặc là thích AB 125 nhưng mà thích màu này thì bên Luyến vẫn có sẵn hàng cho mọi người luôn, yên tâm nha. Cứ nhắn tin qua Zalo. Cuối cùng là về dòng SH Mod. Mod thì hiện tại thì có bản C và bản A. Bản C thì 60 mấy ta? 57 triệu. 57. Dạ, đúng rồi, còn A thì là ABS thì có mức giá là 67 triệu. Mức giá chỉ ưu đãi khi có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến nha. Chị em mà thắc mắc về mẫu xe nào hoặc là bên Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc cho những khách hàng mua xe tiền mặt, hoặc anh chị em ở xa có thể tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Sở Sao alo để Luyến hỗ trợ đón mọi người nha. Ok, thì đó là giá xe. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.